tế. Và hôm nay thì sao thế, thích bạn này quá à? Để cô nói xong nào. Hôm nay thì mình và bạn Mật có được nhận một lời mời để đến dự chương trình này. Và hôm nay bạn Mật, bạn ấy có một vai trò rất là quan trọng. Và một cái vai trò mình không biết bạn ấy có làm tốt được không, mình rất là hồi hộp. Đấy là hôm nay bạn ấy sẽ làm người mẫu. Người mẫu trong mở màn show thời trang của trẻ em quốc tế. Không biết là bạn có làm được không, nhưng mà làm lỡ một phát là coi như chết luôn. Và đây là bạn mẫu nhí mà hôm nay bạn ấy sẽ diễn chung với bạn Mật. Con giới thiệu cho mọi người biết con tên là gì nào. Cao Anh Nhật, năm nay 7 Cao Hữu Nhật, năm nay 7 tuổi. 8 tuổi. 8 tuổi. Rồi, ok. Tới bạn này, bạn ấy thích bạn Mật đến nỗi từ nãy đến giờ đến đây rồi mà bạn ấy cứ ông yếu mãi không rời. Không buông, không buông. Cô nghe nói là con từng giành rất là nhiều danh hiệu về người mẫu nhí đúng không? Con từng giành danh hiệu gì nhỉ? Nam Vương Thiếu Nhi Âu Á, được tổ chức bên Thái Lan. Đi Thái Lan và bạn ấy giành được cái trước là Nam Vương Thiếu Nhi Âu Á. Trời ơi, bé mà giỏi quá con ơi, đẹp trai nữa. Đầm cho Julie. Đầm cho Julie. Không, điên à, Julie còn bé. Và hôm nay thì mong nhá, Mật nhá, cố gắng nhá. Hôm nay mày diễn mở màn nhá. Cùng với Queen diễn thật là hay nhá. Chứ mà bây giờ mày diễn mở màn mà mày làm bách như sâu là mất mặt tao luôn đấy, thật đấy bạn ạ. Nhá, là không dám nhìn ai đâu đấy, nghe không, nghe không, diễn mở màn đấy. Bạn Will, bạn ấy yêu bạn này quá cơ. Đấy nãy cô nghe thấy bảo là bạn Will có ước mong là đi làm kiếm tiền xong rồi để mua một bạn như Mật à? Thích à? Rồi cô chúc Will với bạn Mật hôm nay diễn thật tốt nhá. Chào Will, okay. Mật diễn tốt nha. Bây giờ sẽ là cho hai bạn ấy đi tập duyệt lại một lần nữa. Bởi vì là trời ơi, lo lắm Mật ạ, cố gắng nghe chưa. Ok, bye bye mọi người nha. Trên tay của mình bây giờ đang là hai tấm vé mời. Trời ơi, còn khách mời của chúng ta thì đang lăn lộn ở đây. Không có khách mời nào mà lại đến đây nhăn nhở như thế này. Xong rồi nằm lăn ăn vạ ở nhà người ta như thế cả. Nhìn cái mặt mày kìa Mật. Trời ơi, hôm nay thì mình và bạn Mật được mời đến lễ công bố tuần lễ thời trang trẻ em quốc tế Việt Nam. Ở đây có rất nhiều bạn mẫu nhí siêu xinh. Trời ơi, rất là xinh, lát nữa mình sẽ quay cho các bạn xem. Và hôm nay thì bạn Mật, bạn ấy sẽ làm một cái vai trò cực kỳ quan trọng. Đấy là bạn ấy sẽ làm người mẫu và diễn mở màn cho cái show hôm nay. Trời ơi, người mẫu đây, người mẫu đây. Người mẫu đang nằm đây. Người mẫu ơi, mẫu. Mẫu ơi. Có khi nào tí lên trên sân khấu nằm luôn như này không? Nhá, hôm nay phải đàng hoàng nhá. Hôm nay là không là rất nhiều các anh chị báo chí nhá, đang nhìn vào đấy Mật nhá. Nghe chưa? Nằm nghỉ một tí đi. Cẩn thận không ngày mai là lên phốt, nghe chưa Mật? Nghe chưa? Đây, vé mời của mình đây. Ui giời ơi. Nằm đi nhá. Kệ đâu. Con đừng nhìn nó, con cứ đi thẳng sân khấu của con thôi. Rồi. Thôi quay vào đây đi. Đây nhá. Con ngồi xuống như này. Để đi vòng quanh. Vòng vòng ra tới đây mà bỏ tay ra đấy. Em không được xuống. Rồi. Rồi đứng dậy đi. Chúng tôi đang chồng mông vào sân khấu rồi. Cô lại con kiến cho nó ngồi ạ. Con cầm cái đuôi của nó. Con cầm đuôi. Đây nhá, con cầm vào dây này che chân của con đi đúng không? Con cầm con ấn nó xuống. Ngồi đây đã đúng không? Ấn xuống. Không, ấn xuống thôi, ấn xuống. Con ấn lực phải mạnh thì các bạn ngồi xuống. Rồi sau đó con phải đứng đây ta tạm dáng ok chưa? Lại nào. Nhá, ví dụ nhá. Nào, mua bột đờ này. Đây. Đây, nào, đi nào đây.
em nghĩ chị nên xuống sân khấu thì dạy được dễ hơn. Con này nó không thể nào nó rời em ra được. Thì nó sẽ theo đúng không? Nó sẽ nhìn. Thấy chủ nó là nó sẽ theo. Còn em tức là anh muốn nó đi thẳng không? Anh cho nó một dàn trứng vịt lộn. Nó sẽ đi thẳng cho anh. Rồi, chị ra ngoài đi. Ok rồi, con sẽ dàn theo luôn. Con đi trước đầu luôn ấy, con không cần phải đi sau nó đâu. Đi trước đầu nó. Con đi trước đầu xong con dắt nó theo ấy. Đúng rồi. Có thể nhìn được chưa diện mẫu? Vậy cái gì? Yên tâm, nó tắm sạch lắm rồi. Đấy, cũng ngoan hơn đấy. Rồi, bố con nó xuống. Bố con. Bố đẹp đẹp nha Win. Con. Nha Win, con muốn đẹp này Win. Con ngồi xuống. Con ngồi xuống tạo dáng rồi con vỗ mông nó. Đúng không? Con đang đấn đi, đúng không? Rồi, vòng lại. Rồi, con đi thi trước đi. Quậy ấy đâu lại. Rồi, ok. Ra từ kia con ngồi xuống tạo dáng rồi cũng không đó, đúng không? Chả hiểu sao con đang làm kiểu đấy. Rồi, tiếp đi, đúng rồi. Lại nào, có dẫn con lên vào trong rồi lại. Đây. Cô chủ đang phải trốn nha, trốn mất. Trốn ở đây ạ. À? Khổ ơi là khổ. Thôi trốn để cho nó hoàn thành nhiệm vụ cho nó xong đi. Lần đầu mật catwalk. Ok, mọi người sẽ xem lại mật catwalk nha. Ok. Có mang đồ ăn cho nó không? Rồi, con cứ đi thẳng đi. Con cứ đi thẳng trước mặt luôn cũng được. Đúng rồi, vỗ hai cái vào mông nó, vỗ mạnh một tí. Cây nó đi quanh cũng được, đúng rồi. Ok. Con đi trước rồi, con đi trước, con dắt theo ấy. Rồi. Đừng nhìn vào đây nữa, đi mặt. Đừng nhìn vào đây nữa, nào đúng rồi. Tổng duyệt chương trình xem nào. Nhìn cái mông kìa. Quay. Nào quay. Quay đi thôi. Đúng rồi. Con ép mông em xuống. Em mông xuống, đúng rồi. Đúng rồi. Rồi, sau đó vòng lại. Rồi, ok, rồi tạo dáng đi. Nó lại là được, là sẽ đi. Vâng. Rồi, và okay, đứng lên nào. Rồi, đi vòng lại. Kệ em, đúng rồi. Cho Win ở dưới này ấy đi. Đây, con lại đi ra này, con kéo đâu. Em đang ở đây đúng không? Em ra ngoài đi. Con đi kéo nó xuống đi. Con kéo nó xuống đi. Kéo khỏe mà. Rồi. Diễn thoải mái nhá. Kiểu đi nhưng mà vẫn mắt vẫn lưng liếc về đây rồi. Chưa? Rồi đi vào đấy, nếu mà cứ đi ngoan thì phải tốt không? Bây giờ thì sắp đến giờ diễn chương trình rồi, mình thấy khách mời cũng đến dần hết rồi. Bây giờ thì mình đang phải xuống hàng ghế khán giả ngồi. Bạn Mật thì bạn ấy đang phải chiến đấu một mình ở trong kia. Không biết là bây giờ bạn ấy đang là thực sự rất là lo. Tại vì là không biết là bạn ấy có làm tốt không. Nếu mà bạn ấy mà làm hỏng show diễn thì chắc là trời ơi ngày mai sẽ tốt thôi. Sau cái show ngày hôm nay chắc là bạn Mật sẽ có nhiều người book show Mật diễn thời trang hơn. Nếu mà nó làm hỏng show một phát thì chắc là ngày mai trên báo mạng là sẽ
mặt. Nên chúng ta hãy cầu mong cho là phần mặt bạn ấy sẽ chuẩn bị tốt và bạn ấy sẽ diễn tốt cái show ngày hôm nay nhé. Một lát nữa thôi, mặt diễn thì sẽ có hình ảnh của mặt đi. Thì bọn mình sẽ quay cho mọi người xem nhá. Okay. Như các sự biểu diễn công bố ngày hôm nay, quý vị thân mến, để mở đầu cho chương trình hôm nay, ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng hướng ánh nhìn của mình lên sân khấu để cùng đến với tiết mục nghệ thuật mở màn là một món quà đặc biệt để chúng tôi gửi đến từ vũ đoàn Sunshine, vũ đoàn Ocean cùng với sự xuất hiện đặc biệt của một sự tập mang tên huyền thoại, phương điệu thời trang đắt đỏ dài hào.
dáng nào. Ok, ok, ok chưa? Có chưa? Bạn Quyên có vẻ thích mật nhở? Nào Quyên đứng lên như vào đấy đi con. Quyên đứng như vào đấy con cầm. Nào đứng lại như vừa nãy nào. Dàn mẫu phải đẹp quá nhở. Nào, nào có xem nào. Đúng rồi nào. Đúng rồi, rõ ràng nào. Nào, lại đường kiểu quê quê nào. Mặt, rồi, mặt. Mặt. Đứng im, ngoan. Rồi. Thoải mái lên chút các con. Mình đang bị đúng rồi, chính xác. Mũi bê. Dàn mẫu xinh quá nhở. Rồi nhìn chú này. 1, 2. Riêng ông kia chỉ có một biểu cảm duy nhất. Ok, ok. Biểu cảm duy nhất là ok rồi, nghỉ giải lao một tí nhá. Tí diễn. Hỏi mật đâu, sao giờ hỏi mật mai đâu. Hả? Hỏi mật đây, mật đây. Mỗi bạn ra sờ đầu một phát, mặt một phát tí cái mặt hói luôn. Đi đi đi, xong rồi xong rồi xong rồi rồi. Cẩn thận đẩy cho em đi trước đi, không rồi dám vào váy các em đi. Để cho em đi trước đi. Xong rồi. Xong thì về thôi bạn ơi. Giỏi quá nhở. Em nhở. Mình giỏi quá nhở. Mưa làm rất trong hậu trường. Cô ngủ một giấc trong hậu trường rồi à? Có cái anh. Thôi. Ừ con lấy đi, lấy đi. Rồi bạn này đi xuống đi nào. Ôi giời ơi. Đi đi xuống, đi xuống, đi về, nhanh đi về.